Hello xin chào tất cả anh em đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ Zip cũng như anh em server Đại Tung Sơn khả năng tham gia server này và trang chủ là congthanhchienxua.com. Nói chung là mới ngủ dậy anh em ơi, sáng mới ngủ dậy xong rồi mình thấy được ít đồ thì mình bật clip mình quay cho anh em xem thử tối qua giờ mình cắn được với em, mình cắn là mình tra được với anh em. Hiện tại giờ khả thấy có được 3 đai lưng, một vũ khí là thấy thôm thôm, một bao tay, 2 áo, 3 nón, 4 nón, 3 đai lưng. Và bây giờ thì Khải sẽ show đồ cho anh em xem thử nha. Nói chung là tối qua giờ được cái gì nha anh em ơi, mong là được cái gì nó ngon ngon kiếm ít đồng anh em ơi. Bữa giờ cán của tưởng quá là nhiều rồi, không biết là được cái gì đây. Anh em mình soi tiếp tục coi đầu coi nha. Cái đai lưng đầu tiên này, đai lưng tiên sinh lực cao 128. Hiện tại xe Khải không có mang may mắn nha nè, xe Khải cũng có cán của tử với Thiên Sơn thôi. Ôi cái nón này sinh lực phục hồi 3 điểm vãi anh em, hồi 3 điểm anh em ơi. Mới ngủ dậy. Căn băng 15. Căn băng 15 chống độc 30. Căn họ căn lôi 19. Toàn đồ cấp 8 anh em ơi, anh em thấy không? Toàn đồ cấp 7 cấp 8 vãi thiệt. Một cái nón làm chậm 30. Được cái mũ nữ mới ai da. Ôi. Căn băng 5 tưởng 25 chứ. Căn băng 5 chống độc 40. Đai lưng sinh lực cao, kháng độc 15, chịu hóa xấu. Nón không banh sinh lực 141. Ây xa vũ khí wow ngon em ơi. Ây da được một cái kiếm sát thương 37 33%. Ây da, cái kiếm này bán có tiền em ơi, cái này bán chắc cũng được hơn 10 kiếm anh em, ngon ấy. Cái này bán hơn 10 kiếm anh em ơi, quá đẹp siêu phẩm. Còn cái cuối cùng của nhìn nữa ta đã còn bao tay nữa đó. Không banh 17 chúng độc 40. Trời ơi, cái này phòng thủ là ngon anh em. Chú cái này mà phòng thủ thời gian 140 sinh lượng lực đẹp rồi anh em. Ui cái này là kháng banh anh em, đa số như Khải thấy nhật kháng banh nhiều dữ ta anh em thấy không. Đa lưng kháng banh làm sinh trúng động này, nó cũng kháng banh trúng động, toàn đồ kháng banh này đâu anh em thấy không. Trên map này sẽ toàn đồ thổ anh em ơi đó. Nói chung là clip này cũng một sáng sớm mà thấy cái vũ khí là ham mà anh em, Khải tranh thủ Khải làm cho anh em xem liền thấy chưa. Nói chung là cứ sáng ra một đêm mà chan mà thấy được món đồ bán 50 kim là thấy có lúa rồi anh em. Nói chung là anh em chịu khó chan thì cũng may mắn nhận hơn xui anh em ơi. Đó hôm nay thì đó, bữa giờ là đúng đầu tiên được một cái kiếm anh em ơi. Đúng một kiếm mà luôn nè. Cái kiếm này nó cũng tương đương gần như cái nọ, gần sắc cái nọ mình nữa nè. Anh em xem sơ qua nè. Đấy, anh em thấy không? Cái nọ mình là 4473. Nó là 37. Được. Thiếu nó thua cái nọ mình 7 điểm thôi anh em. Sát thương thua 40%. Nói chung là đang nó thua mình một chút gì đó. Đấy, nhìn vẫn đẹp anh em. Quá đẹp đó, cũng dòng 1 luôn nha anh em. Dòng 1 là chắc chắn sẽ nghe 10 sẽ cần nhiều. Nghe 10 chỉ cần mang cái kiếm này với lại dây chuyền thì có thể đánh Tống Kim vô tư rồi nè. Đó, quá chắc. Ok anh em, và bây giờ thì clip của Khải sẽ tạm dừng ở đây nha anh em ơi. Và anh em đang xem clip này thì đừng quên cho clip bói đồ Khải một làm chia sẻ nha anh em ơi. Khải sẽ cố gắng mỗi khi đêm thức dậy thì Khải sẽ sau cái rương trang bị cho anh em xem. Hiện tại Khải xem sâu qua máy kia rồi anh em ơi, mà không có đồ gì viết hết anh em ơi. Được ạc này, được hai cái món này thôi. Nó được bao tay. Bao tay với lại cái kiếm. Đấy, nói chung là thu gỡ lại ít vốn bữa giờ quá trời anh em. Ok anh em, và bây giờ thì bye bye mọi người nha. Anh em đừng quên cho Khải một like chia sẻ video này nha anh em. Ok bye bye anh em, bye bye mọi người.